Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cái sửa cái đồng hồ vạn năng, đồng hồ vôm, đồng hồ đo điện cho các bạn mới vừa mới bắt đầu học điện tử. Tất nhiên là lâu lâu thì cũng sẽ phải sử dụng đến, bởi vì nhiều khi dùng lâu rồi thì cái sơ đồ của nó bị mất, và các cái con điện trở ở trong đó mình không nhớ được là bao nhiêu ôm cả. Ngay chính bản thân mình cũng chỉ nhớ được vài vị trí, còn thì những cái chỗ khác thì cũng không nhớ nổi. Mà khi mà đã mất sơ đồ rồi thì sửa nó sẽ vất vả hơn. Nhưng mà cái đồng hồ dứt khoát là phải cái loại đồng hồ mang cái hiệu là Sunwa TX960TR thì mới đúng mới được. Còn những cái loại đồng hồ khác đời trước hoặc đời sau có thể các cái vị trí điện trở nó sẽ thay đổi và điện trở nó sẽ không giống như trong sơ đồ. Thì những cái vị trí mà thường hỏng nhất ở trong cái đồng hồ thì thường thường đó là những vị trí ở cái chỗ mà cái thang nhân một của cái đồng hồ vôm. Tại sao nó lại bị hư hay bị cháy như vậy? Bởi vì khi các bạn để như vậy và các bạn quên đi, các bạn cắm vào để đo điện 220 thì nó nổ đến bục một cái xèo luôn, và cái con điện trở đó thường nó đứt luôn, và thường thường là đứt luôn theo cả cái cầu chì đó. Vì thế những cái con điện trở mà nó hay đứt nhất đó chính là những cái con điện trở phục vụ cho cái thang đo nhân 1, nhân 2, nhân 1, nhân 10. Thì đó là chính là những cái con điện trở nằm ở ngoài rìa như ở trong cái hình ảnh mình đưa lên. Đó là con điện trở EZ26 và con điện trở EZ20. Con EZ26 sẽ có chỉ số là 7 ôm, nhưng mà các bạn có thể thay 10 ôm vào đấy cũng được, bởi vì nó chỉ sai có một chút ít. Con EZ20 cũng thay 10 ôm, vì nó sai một chút thì cái đồng hồ nó đo hơi sai một chút, nhưng cũng không sao cả. Còn EZ19 thì là 102 ôm. Nếu các bạn mà thay sai điện trở một chút thì cái đồng hồ nó sẽ kém chính xác đi, đơn giản chỉ có vậy. EZ15 thì nó là 166 ôm, và EZ18 sẽ là 1,04K. EZ17 sẽ là 21,5K. Thế rồi, đó là những cái khu vực mà nó hay hỏng nhất. Đó chính là con EZ20, 26, 19, ba cái con điện trở nó nằm sát nhau thì là nó hay hỏng nhất. Từ con điện trở 18, 19 rồi con giờ 20, 26 là hay hỏng nhất, và đặc biệt là cái con EZ20 và con EZ26 khi các bạn để thang nhân 1 cắm vào điện 220 thì nó nổ liền hai cái con đó, và chỉ việc thay vào thế là xong. Ngoài ra thì nó có những cái con điện trở khác ở cái khu vực là cao hơn để đo cái thang nấc cao hơn. Đó là con điện trở Z5 bằng 20K, Z4 bằng 7,5K. Con điện trở EZ3 sẽ là 400K. Những cái con có cái chỉ số điện trở cao này thì hầu như nó không bao giờ bị hư. Ví dụ như con EZ1 những 7,5M thì hầu như nó không bao giờ bị hỏng. Vì thế mình sẽ không chi tiết vào ở những cái chỗ như vậy. Ngoài ra thì khi sửa đồng hồ, các bạn lưu ý đến cái cầu chì của nó thường bị đứt, và các bạn nối là cầu chì lại là xong. Còn đây là cái sơ đồ của nó, và cái sơ đồ thì cái khu vực mà điện trở hay hỏng nhất nó nằm ở cái điện trở EZ20 và EZ26, EZ19 thì mình đã khoanh vùng đó, và các bạn thay vào bằng con điện trở 10 ôm.
Như vậy là đo cũng là tương đối rồi, không thể được chính xác. Nếu các bạn có cái điện trở chính xác thay vào thì đồng hồ sẽ càng chuẩn. Và nên nhớ là các bạn sẽ sửa cái đồng hồ Sunwa TX960TR chứ không phải là cái loại đồng hồ nhãn hiệu khác. Nếu mà đồng hồ nhãn hiệu khác thì nó sẽ có cái sơ đồ khác để cho các bạn sửa. Ở đây mình lắp như thế này. Tại sao mình lại câu như thế này? Bởi vì mình đã cháy quá nhiều lần, cháy rất là nhiều và cứ hơi hơi động cái là cháy, hay rất là hay quên cắm nhầm cái, rồi nhiều khi cho mượn này người ta làm cháy liên tử tảng. Cho nên là mình đã câu ra những cái chân của nó và dán bằng dính lại để khi mà nó cháy thì thay cho nó dễ, cho nó thật là dễ dàng, không phải mất công bóc cái mặt mạch in của cái đồng hồ, cái mạch mạch vỉ của đồng hồ ra, bắt đầu mới hàn hàn họ họ nó rất lâu. Mà các bạn câu thẳng cái chân lòi ra thay, cháy cái là chỉ việc thay luôn thì nó sẽ rất là nhanh, đỡ tốn thời gian hơn giờ rất là nhiều. Thế thôi. Khi các bạn sửa đồng hồ xong thì các bạn đo thử bằng cách là thử thang nhân 1, sau đó thì bật lên thang nhân 10 thì cái kim đồng hồ thang nhân 10 khi các bạn chập vào nhau nó sẽ nhảy cao hơn cả cái thang nhân 1, và tương tự như vậy thang nhân 100 nó sẽ cao hơn thang nhân 10, kim nó sẽ kịch hơn và thang nhân 1K nó sẽ cao hơn thang nhân 100. Như vậy là sẽ coi như là các bạn sửa đồng hồ tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.